Thưa quý vị, lần đầu tiên Như Quỳnh đến với Paris By Night, chúng tôi muốn mời cô thưa chuyện với quý vị một chút. Thưa cô sang Canada có thấy lạnh không? Dạ, trước khi trả lời câu hỏi của chú, cháu xin kính chào quý vị khán thính giả của Thiên Hà Paris By Night và chào chú ạ. Cô gọi tôi bằng chú, tôi hơi ngạc nhiên, đúng ra cô phải gọi bằng bác. Thưa cô, là tôi đọc trong một tờ báo thì tôi mới được biết là tên thật của cô là Quỳnh Như, mà cô đổi ngược lại là Như Quỳnh, phải không? Dạ thưa vâng, tên thật của cháu là Quỳnh Như. Và tên, bởi vì tên Quỳnh Như thì trùng với một người nghệ sĩ, cho nên là cháu phải đổi lại là Như Quỳnh. Cũng may là tên Quỳnh Như cũng hay, mà tên Như Quỳnh cũng hay. Có những cái tên mà giữ thì được mà đảo ngược không được. Thế bây giờ Kỳ Duyên mà đổi là Duyên Kỳ thì nghe không được. Kỳ Duyên ở đâu rồi? Vâng thưa cô, là chào mừng cô đến sân khấu Thúy Nga. Tôi nhớ cũng khoảng thời gian này, cách đây 2 năm, thì lần đầu tiên được nhìn thấy cô trên video. Lúc đó hình như cô mới ở Việt Nam qua Mỹ theo diện HO, phải không? Dạ thưa vâng. Trước khi lên máy bay ra đi, cô có ôm ấp cái hoài bão sẽ trở thành ca sĩ không? Dạ. Thưa chú, như thế này thì đương nhiên mỗi người đều có một cái hoài vọng và một cái ước mơ. Thì riêng với cá nhân của cháu thì cháu rất là thích hát và đương nhiên rất là mê. Và cái mộng trở thành là... Sự thật. Dạ. Vâng. Cô dễ thành công lắm. Dĩ nhiên là cô có nhiều yếu tố để thành công, nhưng mà điều đầu tiên tôi dặn cô là đừng có cắt mái tóc. Quý vị đồng ý có phải không? Xin cảm ơn chú. Cảm ơn quý vị. Có một cái điều mà tôi muốn hỏi cô là gần đây nghe nói cô có lập trung tâm băng nhạc sản xuất riêng. Cô có thấy trước được là cái chuyện đó nó vất vả cho cô không? Thưa chú, thì đương nhiên trong tất cả mọi cái vấn đề khi mà mình bắt tay vào làm mới hay là nó cũ, thì một cái vấn đề mà khi mà mình đứng trước một cái thử thách mới thì đương nhiên bao giờ nó cũng có nhiều cái khó khăn lắm. Nhưng mà cô thấy cái lý do gì chính để cô lập trung tâm? Dạ thưa chú, thì đương nhiên người ca sĩ nào cũng muốn có một cái vị trí và cũng có một cái cơ hội để mà mình có thể tự đứng ra làm những cái bài hát, sáng tác nhạc hoặc chọn những bài hát mà mình ưa thích. Xin cảm ơn cô và tôi tin chắc là cô sẽ thành công. Cảm ơn chú rất là nhiều. Cảm ơn quý vị.